quê nuôi hẳn từ sinh 2001 giờ, mà nuôi tự có đón ông công vong lên cho nó đi học lên đại học sư phạm cao đẳng năm thứ hai. Bây giờ nó nói chuyện để cho nó vào học, thì nó thôi cho ông để cho cháu tự học tự làm, để cháu cho cháu học đi. Ông cần phải là lo tiền bạc chứ hết. Vô thì bà hẳn xin việc làm và vừa học vừa làm. Đó, thì còn năm nó bắt trường. Không biết hắn bị cái hắn đau cái kiểu chi là bà đem điên ấy. Nghỉ hè rồi bà bị điên. Đó là vào mùa hè cách đây 2 năm. Đó cũng là mùa hè ám ảnh nhất đối với gia đình ông Bột. Cô cháu gái mà ông Bột đặt kỳ vọng và thương yêu nhất đột ngột mắc chứng bệnh tâm thần không rõ nguyên nhân. Người anh vẫn bình thường. Đây chỉ có mẹ của nó là bị thần kinh. Từ hồi mẹ 2 tuổi chứ mẹ hắn á, chứ nóng đến 82 rồi đó. Bà tôi bà nói xin lỗi, bà già đi, bà cực thuật đời. Nuôi mẹ anh rồi bà chứ xây để có con cháu đó đó bà chứ mà mình nuôi cho hắn. Nói về tâm linh á, thì tôi cũng đem đi chữa đủ mà cũng không thấy là không thấy hết. Tâm linh thì họ nói này không ma quỷ chỉ bắt hắn hết. Hắn chứ bị cái bệnh ảo ảnh, ảo tưởng. Sau khi việc răng đó cái bữa nào đó bệnh ngày phải. Hình như bệnh ngày đó họ mới cho đáng cho con bệnh đếm tiền chết rồi. Răng mà không biết ai số là hắn từ nhảy không biết. Nhảy ngay tại nó cầu lính. Cầu lính Huế rớt trong đó và nghe thì có một người chạy xuống bông lên thì cũng đem đi vô bệnh viện tâm thần thì bác sĩ họ nói đưa cháu về cho nó uống thuốc về hành này cũng uống thuốc vui đau chi cháu tôi uống thuốc anh nói rửa và đưa thuốc cho mẹ hành uống vậy khổ rồi đó. Trần Nguyễn Thị Tâm Phước là cái tên ông Bổn thương yêu đặt cho cháu ngoài theo họ của mình. Bởi cháu gái không có ba. Con gái ông Bổn, bà Tròn, mắc bệnh thần kinh bất định từ nhỏ. Vậy nên từ khi con gái sinh con, vợ chồng ông Bổn một tay chăm sóc dạy bảo cháu ngoại, mong cho cháu gái được học hành, có công ăn việc làm ổn định sau này. Vậy mà chỉ còn một năm nữa thôi là Tâm Phước có thể tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm, có thể xin được việc đỡ đần cho gia đình, thì biến cố ập đến. Tự đi tương lai và tuổi trẻ của em, khi em đang ở độ tuổi 19-20 đẹp nhất của cuộc đời. Đợt đi nói chào bừa, đợt bừa cũng có khổ về hắn đó. Hắn bỏ đi mới bắt đầu bị cái năm trước. Hắn bị hắn bỏ đi bộ từ đấy mà vô tới trong đa khoa thôi. Bệnh viện đa khoa. Rồi trong đó là họ điền ra cho mà vô mà chở ra. Hắn chỉ nói đó, nhớ chi nói này đó. Mà người thì nói giống như không biết mất trí, mất tâm thần, mất trí cân bằng trí nào rồi chứ không biết. Mà tự nhiên là thấy, ai nói chi thì hắn cũng cho tiếp tai lắm. Nói nhỏ nhỏ hắn nghe. Anh không biết vậy là tôi nói cô nhiều khi là ăn ngày bữa đó. Mà là đấm hắn đấm lên rồi bụng quái đấm lên chiều đấm lên hắn để rửa đã hắn hỏi răng ăn cho ông rửa chén bát để cho về mẹ mới rửa cho là khi dậy ăn thì bắt khi tức và vắt đồ ra rửa không rửa nữa mà đôi lúc cũng dậy ăn cũng đang hoang tìm đói thì vẫn vợ sóng nó tìm ăn rồi tìm nấu những chiếc ăn xong rồi cũng có rửa xuống úp thế hắn biết đó mà răng khi lên cơn thì dậy uống chửi rất là ông ngoài muốn biết cần bí tàu không rõ cái chuyện này. Bây giờ khi này ai đánh thì biết cái chim đánh thôi. Liên tiếp những biến cố xảy đến với gia đình ông Bổn. Người con trai út, người con trụ cột chính của cả nhà không may gặp tai nạn. Ông Thường năm nay 44 tuổi, chưa lập gia đình. Vốn cũng không được lanh lẹ như những người bình thường khác. Đã bị chấn thương sau tai nạn hơn một năm nay, vẫn chưa thể trở lại với công việc thợ sơn. Cuộc sống gia đình vốn khó khăn,
lại tiếp tục chất chồng khó khăn. Thì trường hợp này là thuộc trường hợp đặc biệt khó khăn của thôn xã. Thì trường hợp này thì hoàn cảnh này thì hiện nay là rất là khó khăn, thì nguồn thu nhập chính là thường hiện nay không lao động được. Chi phí trong nhà thì phụ thuộc vào cái đồng trợ cấp của cái bà Tròn này. Bà Tròn này cũng đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội. Thì với khoảng 540.000 đồng thì theo tôi thấy thì cũng đủ chi phí hàng ngày trong gia đình. Ngoài cái chế độ trợ cấp của nhà nước thì các cái phần quà của các nhà hảo tâm và các cái chế độ ưu tiên thì luôn là dành ưu tiên cho gia đình nông thôn. Nhưng mà sự giúp đỡ thì cũng phơi đi một phần nào thôi. Còn về lâu dài thì cũng rất mong sự quan tâm của các cấp và các nhà hảo tâm. Hai năm nay, bà con lối xóm cũng đã quen với những tiếng la hét của Tâm Phước. Dẫu thương cảm cho hoàn cảnh gia đình ông Bồn, nhưng cũng không ít người e ngại, bởi Tâm Phước thường xuyên nói nhảm và có những hành vi bất thường. Gia đình ông khó khăn lắm mà quá, giống khi chú con bé nên hay nói nữa rồi cũng sợ, không dám quá. Chứ ông có tôi lắm, chắc đã quân hắn. Mẹ hắn đi giống tự điên mà con đi kiếm được cái gì mà cho hắn là tôi lắm, không ai biết, mà đóng cả nhà nữa. Có cái câu lấy ta vợ ngoài bắc cũng dơ lấy bắt theo vợ ngoài nữa mà cũng được in hộ, con đi cầu đi nữa. Anh em ba con đi cũng có ai mà có hồ cũng dám tới, rửa gia đình rồi mãi mà tới, đi chỗ tôi nữa. Nhưng khi cho tiền đó, nhưng khi kỳ dỗ đó đi tâm trí bởi đô. À, gia mô thì đó, đi gia mô, tỷ dụ kỳ đông lang ấy, mẹ tới là đâm vào chó, đâm về cho hắn. Nhưng khi ăn vui vẻ thôi chứ, vui vẻ nghe đi, anh sản ấy. Từ ngày chưa hắn đi học, bà bị chiến, biết bà bị điên ấy. Bà cứ ăn rồi năm lá hoẹt cả ngày được. Còn cái thằng anh thì bị tai nạn, vì chưa bị bệnh thì ba con thì ai thương cho phải chỉ rửa cho, mà hè ai cũng còn cho thì chịu, còn lâu lâu thì có hộ nghèo đâu rửa hộ và cho ít chứ nữa, gạo thì có lâm ruộng thì có ăn, mà đều tiền chi phí mọi thứ về bệnh tật rửa thì cũng có đi vay mượn họ, mà được chứng bố thì lo chứng này nữa, vì hãy cho trái cây trái đô về là cái chỉ mà quả dâu khí đó ăn đâu rửa. Vợ mất sớm, ở cái tuổi ngoài 80, với công việc ruộng đồng chưa một ngày ngơi nghỉ, một mình ông Bồn xoay sở lo cho con cho cháu. Cuộc sống phụ thuộc vào mấy sào ruộng và tiền trợ cấp, chỉ mong đắp đổi qua ngày. Dù khó khăn là vậy, dù vẫn không khỏi xót xa khi hàng ngày chứng kiến cháu gái đáng thương, nói, cười cười, khóc khóc một mình. Vậy nhưng trước khi nào ông Bồn kêu than nửa lời, vẫn luôn dành hết tình thương chăm lo bảo vệ cho con, cho cháu đến cuối cuộc đời. Cuối cuộc sống cách thư giãn trong cuộc sống thôi, để mà sống qua ngày thôi. Không tính cái tương lai sống này. Hiện tại trước mắt là như được sống một thư giãn, sống lạc quan để mà sống. Đang trừ ra đi thì ra đi, trừ để lại rồi thì sợ là sợ cái con nào đó. Không phải sanh tỉnh cái răng, sợ kéo dài mãi đấy chứ không phải tỉnh cái răng đấy. Anh lèng, mà anh có bớt mà anh cứ rí mãi đấy mà răng. Không phải tỉnh cái răng. Túi đó thì chứ không nói gần đất xa trời. Chứ còn mong cho cháu anh được lên mệnh để anh trở lại nuôi mẹ của hắn thôi. Thì cũng là mong muốn là có chứ mình sướng trời vào biển mà đã không nuôi hành thôi chứ đã nuôi hành chứ rửa mà thấy cái cảnh chứ rửa thật rất là đau lòng. Thank you.
ngày hôm nay ghé thăm gia đình ông thì thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn cũng như bệnh tật của gia đình. Thì ngay bây giờ chương trình Nỗi Niềm Nghĩa Tình gửi trao đến ông là một món quà hơn 14 triệu đồng, là mong sẽ hỗ trợ chia sẻ một phần khó khăn để ông điều trị bệnh cho các con và cháu. Xin mời cô Lục đại diện cho quỹ Nỗi Niềm Nghĩa Tình gửi món quà đến cho gia đình ông Bộ. Hơn 14 triệu đồng thì có trong bảng công ty xây lắp. Dạ. Có 1 triệu. Công ty cấp nước 1 triệu. Thẩm mỹ viện Nấm Phước 1 triệu. Dạ. Cho ông chữa bệnh cho em. Dạ. Xin cảm ơn cô. Và còn đây nữa là 20kg gạo của bác Hoàng Công Quang ở Lam Vân Thê, xã Thủy Thanh, thị xã An Thủy nhờ chương trình chuyển đến cho gia đình ông. Và cô Quảng Hành ở Lê Duẩn cũng có món quà là một bao gạo gửi đến cho gia đình. Dạ, trước hết là tôi xin thay mặt cho gia đình, xin cảm ơn quỹ chương trình và xin cảm ơn tất cả các ba nhà tài trợ cho gia đình. Thì đó là một cái điều khích lệ và lớn lao vô cùng đối với trong gia đình. Quý vị và các bạn có thể tiếp tục ủng hộ đến cho gia đình của ông Bổng ở thôn Trạch Phổ, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền hoặc liên hệ thông qua chương trình Nỗi Niềm Nghĩa Tình, phòng thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế, số 58 đường Hùng Vương, thành phố Huế. Chương trình Nỗi Niềm Nghĩa Tình cũng xin đặc biệt cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn, chị em tiểu thương ở chợ Đông Ba, Tây Lộc, Bỉ Ngư, An Cừu, Nam Đông và A Lưới đã chia sẻ hỗ trợ về những hoàn cảnh mà chương trình đã phản ánh trong suốt thời gian qua.